Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Ở tuổi 70, nghệ sĩ nhân dân Lê Thủy hiện vẫn là một giọng ca vàng của làng nhạc cải lương Việt. Bà vẫn miệt mài đi tới mọi vùng miền đất để cất tiếng hát cho mọi người. Sơn Dạ Viễn Châu đã từng nói Lê Thủy có một giọng ca hiếm hoi trong làng cổ nhạc với tiết giọng kim pha thổ đã từng được báo giới Sài Gòn phong tặng giọng ca trung ngân. Trong khi đó, nghệ sĩ Diệp Lang cũng khẳng định Lê Thủy là cô đào ngoại hạng của sân khấu cải lương. Nghệ sĩ nhân dân Lê Thủy sinh năm 1948 tại Vĩnh Long, do hoàn cảnh khó khăn nên 10 tuổi, Lê Thủy đã phải theo gia đình lên Sài Gòn để mưu sinh tại một xóm nghèo thuộc quận 4. Trong một lần, một người hàng xóm đã tình cờ nghe Lê Thủy hát và giới thiệu bà tới học tại một người thầy. Một thời gian sau, thấy Lê Thủy sáng dạ và cũng do hoàn cảnh gia đình Lê Thủy quá nghèo, nên thầy đã giới thiệu Lê Thủy đi hát tại gánh hát Trầm Vàng ở Biên Hòa để có tiền phụ giúp gia đình. Trên sân khấu Trầm Vàng, Lê Thủy chỉ phù hợp đóng vai kép nhì và lần đầu tiên khi Lê Thủy hát cô bán hoa giấy đã gây ấn tượng cho khán giả bởi chất giọng lạ. Năm đó Lê Thủy chỉ mới 13 tuổi. Từ thành công tại Trầm Vàng, Lê Thủy đã được mời về đoàn hát lớn là Kim Trung và lần đầu tiên Lê Thủy được đăng vai đào chính bên cạnh nghệ sĩ Thành Hải. Với vở Bẽ Vàng Xuyên Mới, Lê Thủy đã trở thành ngôi sao trong làng cải lương Sài Gòn, được mời chung với nam nghệ sĩ nổi tiếng ngày đó là Minh Phụng. Minh Phụng Lê Thủy trở thành cặp đào ăn ý, được báo chí Sài Gòn ngày đó phong tặng là cặp bão biển bởi sức hút trong những vở diễn ăn khách như Xin Một Lần Yêu, Đêm Lạnh Chùa Hoàng, Kiếp Nào Ta Có Nhau. Thời đó Lê Thủy là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất được trao giải Thanh Tâm và Kim Khánh. Sau một đất nước thống nhất, Lê Thủy gia nhập đoàn văn công thành phố Hồ Chí Minh và trở thành một trong những diễn viên chính trong nhiều vở diễn ăn khách như Cây Sầu Riêng Trụ Bông, Tiếng Sóng Rạch Cầm, Khi Bình Minh Trở Lại. Không chỉ thế, Lê Thủy còn là giọng ca được khán giả yêu thích qua những bài ca cổ trên sóng phát thanh. Đã có khán giả ví Lê Thủy là cô đào có nhiều kép nhất bởi chị đã từng ca với rất nhiều giọng nam nổi tiếng trong làng cải lương như Diệp Lang, Minh Cảnh, Tần Tài, Minh Phụng, Trí Tâm, Thành Được, Minh Vương, Thanh Tuấn, Trọng Hữu, Thanh Sang. Cùng hàng trăm bài ca cổ được yêu thích, Lê Thủy cũng luôn nằm trong top nhiều giải thưởng như Mai Vàng, truyền hình HTV World. Lê Thủy vinh dự được mời tham gia đoàn nghệ sĩ cải lương đi lưu diễn châu Âu. Đây là một sự kiện đầu tiên sau năm 1975 khi một nghệ sĩ cải lương bao gồm những tên tuổi như Diệp Lang, Bạch Tuyết, Ngọc Dầu, Minh Vương, Quốc Bảo, Thành Được cùng tham gia. Chuyến đi đã thành công rực rỡ khi đến đâu khán giả Việt Kiều đã nhiệt tình ủng hộ các vở diễn của đoàn. Từ thành công đó khi về nước, các nghệ sĩ đã thành lập đoàn hát và trở thành đoàn khách lớn nhất trong từ trước tới nay. Các vở diễn như Tô Ánh Nguyệt, Đời Cô Lựu, Áo Cưới Trước Cổng Chùa, Trắng Hoa Mai, Kiếp Chồng Chung, Lôi Vũ. Khi cải lương xuống dốc, đoàn giải thể, tuy nhiên Lê Thủy vẫn là cái tên ăn khách. Cùng với Minh Vương, Lê Thủy luôn được chọn tham gia khi các show cải lương được tổ chức. Lê Thủy đã cùng Diệp Lang, Minh Vương xây dựng chương trình Những Dấu Ấn Không Phai để quy tụ nhiều nghệ sĩ trình diễn là những vở diễn kinh điển. Bên cạnh đó, chị cũng mở chương trình Sân Khấu Vàng để quyên góp tiền giúp đỡ các nghệ sĩ nghèo. Năm 2012, Lê Thủy đã vinh dự nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cho những đóng góp của mình. Một điều khá độc đáo là năm nay, dù đã bước qua tuổi 70, nhưng giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Lê Thủy vẫn ngọt ngào, vang rền và không hề bị phai nhạt theo thời gian. Nhiều nghệ sĩ đã phải giải nghệ, nhưng với Lê Thủy, chị vẫn miệt mài đi tới đâu mọi vùng đất nước để cất tiếng hát cho mọi người. Đã có lần, Lê Thủy bảo, tôi chỉ có giọng hát để trao tặng cho khán giả, nên khi hát được, tôi sẽ hát. Đó là sự tri ân của tôi với khán giả đã yêu mến tôi, đặt niềm tin nơi tôi.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.